hôm nay tôi xin hướng dẫn cập nhật cái ảnh đại diện cá nhân lên cái hộp thư email trên gmail và kênh youtube như vậy trên cái hộp thư gmail của chúng ta và trên kênh youtube chúng ta muốn có một cái ảnh đại diện cá nhân giống như cái ảnh đại diện của facebook đấy là zalo đấy chúng ta đưa lên làm thế nào để đưa được thì như vậy là trạng thái hộp thư gmail của chúng ta đang mở sau đó chúng ta sẽ thao tác thực hành theo hướng dẫn. Và lưu ý là chúng ta chỉ làm trên à, Gmail, à, được cả trên YouTube luôn. Tức là à, hai cái kênh YouTube và à, email cá nhân đều có cái ảnh đại diện cùng một lúc. Chúng ta chỉ cần thao tác một chỗ thôi. À, chỗ trên YouTube hoặc à, trên chỗ Gmail. Thế thì bây giờ chúng ta khởi động à, Google Chrome. Thí dụ như khởi động Google Chrome sau đó là cái trạng thái hộp thư của chúng ta đang mở là nó có cái hình ảnh đây hoặc nếu chưa có ảnh thì nó có ký tự đại diện thế thì chúng ta chỉ cần kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này vào chỗ cái cái ảnh đại diện hoặc ký tự đại diện đấy chúng ta kích chuột vào à, sau đó là nó xuất hiện cái cái camera đây này chúng ta để ý cái camera đã chúng ta thấy chưa lại đấy thấy cái camera sau đó chúng ta kích chuột vào cái camera thì lập tức chúng ta kéo À, cái ảnh của chúng ta, chúng ta tìm cái ảnh của chúng ta ở đâu đó à, trên lưu trữ trên máy tính. À, chúng ta kéo cái ảnh vào trong thả vào đây. À, chúng ta chỉ phải kéo cái ảnh thả vào vào trong này thôi. Kéo cái ảnh thả vào đây. Sau đó chúng ta chọn cái thực đơn à, đặt làm ảnh hồ sơ như vậy là xong. Để thao tác rất nhanh và và gọn. À, thì như vậy là tôi đã hướng dẫn xong à, cái thao tác đưa ảnh cá nhân à, lên hộp thư gmail và cái kênh youtube như vậy chỉ thao tác một lần thì được cả hai đấy thì như vậy xin uh, chúc uh, các bạn thành công uh, nếu có sự uh, mong muốn làm một cái ảnh đại diện trên hộp thư của mình và trên kênh youtube